Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai ngày 23 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Sau đây là những nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Hôm nay diễn ra phiên thứ nhất Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số. Hội nghị trực tuyến và trực tiếp triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2024-2029. Quảng Nam đảm bảo an toàn tính mạng của người dân vùng sạt lở. Chiều nay, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chuẩn y đồng chí Phạm Hoàng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Tam Kỳ, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Phạm Hoàng Đức tiếp tục phát huy trí tuệ, nhiệt huyết, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, cùng với tập thể Ban Thường vụ Thành ủy lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Trên cương vị mới, tân Phó Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Phạm Hoàng Đức khẳng định sẽ nỗ lực rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Tam Kỳ. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên trù bì Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ tư năm 2024. Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 250 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 150.000 đồng bào dân tộc thiểu số toàn tỉnh tham dự đại hội. Phát biểu khai mạc phiên trù bì đại hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ tư là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời ghi nhận, tôn vinh và biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số của tỉnh. Thành công của đại hội góp phần quan trọng vào thành công chung trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, định hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 mà Nghị quyết số 12 NQTU ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam đã đề ra. Đại hội tập trung góp ý vào báo cáo chính trị, quyết tâm thư giai đoạn 2024-2029 và một số nội dung quan trọng khác. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ tư có phương châm các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, đổi mới, sáng tạo, hội nhập, vươn lên phát triển bền vững. Các đại biểu tham dự đại hội kỳ vọng vào những chính sách mang tính đột phá, thúc đẩy hơn nữa phát triển kinh tế xã hội, khu vực miền núi, đặc biệt là trên lĩnh vực giảm nghèo, y tế, giáo dục, đầu tư phát triển cây dược liệu. Nhiệm kỳ qua và đặc biệt trong thời gian qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng bào dân tộc thiểu số huyện Phước Sơn của chúng tôi đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, có đầu tư nhiều chính sách, đặc biệt là ba cái chương trình lớn là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rồi chương trình giảm nghèo và chương trình nông thôn mới. Kỳ vọng dự đại hội các dân tộc thiểu số lần thứ 4 năm 2024 lần này, trong thời gian đến cũng mong tiếp tục được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tỉnh Quảng Nam có cái sự chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số để bà con mình từng bước vươn lên thoát nghèo và bền vững. Trên địa bàn huyện Đông Giang sẽ có những chính sách về y tế, kinh tế, về nói chung là các chính sách mà của Đảng và Nhà nước đã hỗ trợ cho các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đông Giang nói chung và các huyện trong tỉnh Quảng Nam nói riêng, thì có những chính sách hợp lý để phát triển các đồng bào dân tộc thiểu số và tạo công ăn việc làm cho bà con trên địa bàn huyện Đông Giang được tốt hơn. Tỉnh Quảng Nam có 8 huyện với 70 xã thuộc vùng dân tộc thiểu số, bao gồm người Cơ Tu, Co, Giá Triên, Sơ Đăng và một bộ phận nhỏ các dân tộc thiểu số khác như Tày, Nùng, Thái, chiếm khoảng 9,4% dân số toàn tỉnh.
Qua 5 năm thực hiện quyết tâm thư Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt và ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Các cấp chính quyền đã cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch sát đúng, phù hợp với điều kiện của vùng miền và địa phương. Nổi bật là kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc, thu nhập và điều kiện sống của người dân từng bước được cải thiện, nâng cao. Nhân Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ tư năm 2024, chiều nay Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam và các đại biểu dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam đã đến dâng hoa viếng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ. Dự lễ viếng có đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, những người đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Vòng hoa của các đoàn vào viếng mang dòng chữ đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Sau khi dâng hương và đặt vòng hoa, đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn to lớn của các liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Tiếp đó, đoàn đại biểu cũng đến dâng hoa viếng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đoàn dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc các mẹ Việt Nam Anh hùng đã hy sinh, hiến dâng trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thưa quý vị, cần tập trung đổi mới phương thức hoạt động, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029 là nội dung được Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh tại hội nghị triển khai chương trình hành động trong thực hiện nghị quyết Đại hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh sáng nay. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029 tập trung đưa ra 3 nhiệm vụ đột phá và 6 nội dung chương trình hành động, cũng như các giải pháp cụ thể hướng đến triển khai hiệu quả các chỉ tiêu đặt ra. Điểm mới trong chương trình này phải kể đến nội dung phát huy vai trò chủ trì, hiệp thương, thống nhất với các tổ chức thành viên, tập trung vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc. Ngoài ra, chương trình cũng nêu lên một số chỉ tiêu cụ thể như 100% công trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn đóng góp của nhân dân và ngân sách cấp xã được Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tổ chức giám sát. Phấn đấu đến cuối năm 2025, Mặt trận các cấp huy động nguồn lực tham gia xóa xong nhà tạm, nhà dột nát theo đề án của tỉnh đặt ra. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, việc triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Mặt trận các cấp cần xuất phát từ nỗ lực đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, tạo sự đồng thuận thống nhất của nhân dân trong triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh đã cụ thể hóa một số nhiệm vụ cần tập trung đổi mới, sáng tạo trong nhiệm kỳ này, như công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức thành viên, các đơn vị, cơ quan, ban ngành có quy chế phối hợp, công tác giám sát phản biện, nắm bắt dư luận xã hội thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có hệ thống thông tấn báo chí, nền tảng mạng xã hội. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh cho biết sẽ tổng hợp các ý kiến tham gia đóng góp tại hội nghị để tiếp tục hoàn thiện dự thảo, sớm đưa chương trình hành động đi vào thực tiễn một cách sinh động, thiết thực. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị trực tuyến và trực tiếp nhằm tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, gọi tắt là đợt thi đua đặc biệt. Các Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Văn Mau, Nguyễn Thị Thanh Phương đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, đại diện các tổ chức thành viên Mặt trận tỉnh. Đợt thi đua đặc biệt được triển khai từ tháng 10/2023 đến tháng 8/2024. Hưởng ứng đợt thi đua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 trên 18 huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức thành viên đã xây dựng kế hoạch
tổ chức phát động, đăng ký thi đua với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, triển khai các nội dung thi đua đến tận khu dân cư, tổ đoàn kết với các công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Cụ thể, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp toàn tỉnh đăng ký và triển khai thực hiện 256 công trình, 220 phần việc chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tập trung vào hoạt động xây dựng nhà đại đoàn kết, vận động nhân dân hiến đất ruộng, mở rộng đường giao thông nông thôn, đường điện thắp sáng, xây dựng các mô hình tuyến đường cây xanh, vườn hoa, tổ chức các hội thi, hội trại, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của tỉnh đã tập trung chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp. Thông qua Đại hội Mặt trận các cấp, hiệp thương cử 7.889 vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, hiệp thương cử 979 vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện và hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 11 gồm 96 vị, ban thường trực gồm 8 vị. Tại hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao bằng khen cho 28 tập thể và 22 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia các hoạt động chào mừng đợt thi đua đặc biệt. Chiều qua, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà đến kiểm tra tình hình di dời nhà cửa, bố trí chỗ ở tạm cho người dân làng Tác Chay, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My. Những ngày này, người dân làng Tác Chay vẫn đang tất bật di dời nhà cửa, dựng chỗ ở tạm. Thời điểm kiểm tra, xã Trà Cang đã bố trí 12 hộ ở tạm tại hai điểm trường Tác Cui, 9 hộ ở san ghép với nhà người dân. Các hộ còn lại đang tiếp tục tính phương án di dời. Kiểm tra tình hình thực tế, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà yêu cầu địa phương khẩn trương hơn nữa trong việc di dời người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời huy động lực lượng hỗ trợ người dân dựng nhà tạm để đảm bảo an toàn, trước mắt phải chăm lo tốt cho đời sống người dân ở những khu ở tạm. Đồng chí đề nghị xã Trà Cang và huyện Nam Trà My phải nghiên cứu tìm thêm các mặt bằng, làm điểm sơ tán khẩn cấp, bố trí lều bạt sẵn sàng để người dân có chỗ lánh nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Bên cạnh đó, cần rà soát tất cả các thôn, xác định được điểm sơ tán dân ở từng nóc, bố trí người chỉ huy, hướng dẫn người dân trong quá trình sơ tán, trang bị các vật dụng thiết yếu như đèn pin, áo mưa cho người dân, đồng thời nâng cao nhận thức kỹ năng ứng phó mưa bão đến từng hộ dân. Thưa quý vị và các bạn, Quảng Nam từng hứng chịu nhiều thảm họa sạt lở núi, với số người chết, mất tích, bị thương lên đến con số hàng chục. Mới bắt đầu vào mùa mưa 2024, song ở các huyện miền núi cao, tình trạng sạt lở đất đã xảy ra, nguy cơ tổn thất về người và tài sản của nhân dân là rất lớn. Trước thực tế đó, nhiều ngày qua, lãnh đạo tỉnh đã tích cực chỉ đạo các địa phương kiểm tra nắm chắc tình hình và kiên quyết di dời dân đến nơi an toàn. Đây là hiện trường vụ sạt lở ở làng Tác Chay, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Sau những cuộc tháo chạy ngay trong đêm để đảm bảo an toàn tính mạng, giờ đây gần 200 bà con xe đăng tiếp tục tháo dỡ nhà cửa, di chuyển về làng mới. Chính vì kiểm tra, kịp thời phát hiện vết nứt của xã, cộng với ý thức về an toàn trước thiên tai của bà con, đã giúp 33 hộ đồng bào nơi đây tránh được hiểm họa sạt lở núi. Bị sạt lở như thế, chúng tôi phải là di dời gấp từ bữa kia đến bên này là 3 ngày rồi. Nhà nước được là hỗ trợ được 20 kg gạo với là 1 triệu tiền để anh em, để bà con sắp xếp mua sắm và đảm bảo cái lượng lương thực thực phẩm cho người dân trong cái thời gian mà để có thể đủ điều kiện để sinh sống và sinh hoạt tại trong quá trình mà sơ tán, bố trí những cái nơi mà phải nói là đảm bảo không sạt lở để người dân ở tạm và thậm chí và làm nhà tạm cho người dân. Trước và trong những ngày mưa bão, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ túc trực 24/24, kịp thời ứng phó và sẵn sàng hỗ trợ người dân trong mọi tình huống. Đáng chú ý, tỉnh Quảng Nam cũng đã thành lập nhiều đoàn công tác của tỉnh đến trực tiếp hiện trường sạt lở để chỉ đạo công tác ứng phó. Xây dựng được các bản đồ cảnh báo có vùng nguy cơ sạt lở ở trên địa bàn tỉnh. Và cái bản đồ này là đã được chuyển giao hết xuống ở dưới các địa phương để làm tốt cái công tác mà phòng chống thiên tai, đặc biệt là công tác di dời người dân ở những cái điểm mà có cái nguy cơ sạt lở đến cái nơi an toàn. Những bếp tạm đã được dựng lên, nhiều điểm trường học, nhà cộng đồng được trưng dụng làm nơi ở tạm cho bà con. Kệ sách xen lẫn với nơi để nồi cơm, thau canh hay vài vật dụng sinh hoạt.
có thể cuộc sống của bà con sẽ khó khăn trong vài ngày. Song, an toàn tính mạng của người dân để làm lại từ đầu được xem là giải pháp quan trọng mà Quảng Nam đang hướng đến trong công tác phòng chống thiên tai hiện nay. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, sáng nay Hội đồng Nhân dân huyện Đại Lộc khóa 12 tổ chức kỳ họp thứ 18 nhằm giải quyết các công việc phát sinh đột xuất. Tham dự kỳ họp có lãnh đạo huyện Đại Lộc, lãnh đạo các xã thị trấn cùng các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện đã thông qua các tờ trình về việc đề nghị thông qua đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu dân cư dọc tuyến đường DH3DL đi trung tâm hành chính huyện, tờ trình về việc đề nghị thông qua đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án nghĩa trang nhân dân xã Đại Hiệp và nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng, tờ trình số 203 ngày 4 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân huyện về việc đề nghị thông qua đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư tại xã Đại Hòa để phục vụ dự án cầu Văn Ly và đường dẫn. Tờ trình số 204 ngày 4 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân huyện về việc đề nghị thông qua đồ án quy hoạch tổng mặt bằng dự án khu tái định cư phục vụ công trình đường tránh phía Tây Ái Nghĩa. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư kết hợp khai thác quỹ đất dọc tuyến đường tránh phía Tây thị trấn Ái Nghĩa. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hệ thống thu gom xử lý nước thải tại các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án kiên cố hóa kênh tưới hồ chứa nước Trà Cân, xã Đại Hiệp. Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án hợp tác xã nông nghiệp Đại Quang, hạng mục xây dựng nhà máy sấy lúa và mua sắm máy móc thiết bị cho lò sấy, và tờ trình về việc đề nghị phê duyệt đề án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Đại Lộc. Với tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm cao của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, kỳ họp thứ 18 Hội đồng Nhân dân huyện khóa 12 đã hoàn thành toàn bộ nội dung và chương trình đã đề ra. Biểu quyết thông qua 9 nghị quyết về các vấn đề liên quan được Ủy ban Nhân dân huyện trình tại kỳ họp. Sáng nay, chi bộ, ban nhân dân, ban công tác mặt trận, chi hội cựu chiến binh khối phố Quảng Hậu Đông tổ chức lễ khánh thành khuôn viên nhà bia tưởng niệm 25 liệt sĩ tại cồn Cây Kén. Tại nhà bia tưởng niệm cồn Ông Cửu, còn có tên gọi là cồn Cây Kén, quân Mỹ và trung đoàn 51 Ngụy phối hợp mở mặt trận càn quét trắng đầu tiên tại vùng C Điện Bàn vào khoảng 15 giờ chiều ngày 6 tháng 10 năm 1966. Đoàn xe tăng của Mỹ gồm 4 chiếc từ khu căn cứ Mỹ ở Cẩm Hà, Lai Nghi chạy lên đổ quân dựng dù lập chốt, bao vây kiến làng Quảng Hậu Đông. Qua 2 ngày càn quét, ta đã hy sinh 25 cán bộ du kích, trong đó có 4 cán bộ du kích xã Điện Thành, nay là phường Điện Phương. 21 cán bộ du kích hy sinh là người thôn 3 xã Điện Trung cũ, nay là khối phố Quảng Hậu Đông, phường Điện Nam Trung. Nhằm tri ân sự hy sinh lớn lao đó, chi ủy, ban nhân dân, ban công tác mặt trận và chi hội cựu chiến binh khối phố Quảng Hậu Đông đã vận động bà con nhân dân, người con, cháu quê hương trong khối phố, cùng với sự phối hợp hỗ trợ của hội cựu chiến binh thị xã, đã tạo nguồn kinh phí xây dựng khuôn viên nhà bia tưởng niệm 25 liệt sĩ đã hy sinh, anh dũng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đến nay, các hạng mục khuôn viên nhà bia tưởng niệm 25 liệt sĩ giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí hơn 97 triệu đồng. Tại lễ khánh thành, ban tổ chức đã trao tặng 25 suất quà cho đại diện gia đình thân nhân liệt sĩ hy sinh tại trận Càn Trắng năm 1966 và các gia đình chính sách. Dịp này, Hội cựu chiến binh thị xã cũng đã trao 10 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà bia tưởng niệm. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ như thường lệ là bản tin dự báo thời tiết, bản tin do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 85 đến 97%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm từ 85 đến 97%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm từ 83 đến 97%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3.
thị trấn Núi Thành nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm từ 83 đến 97%, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Brau nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 87 đến 99%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 85 đến 99%, gió nhẹ. Thị trấn Trà My nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 85 đến 99%, gió nhẹ.